Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CCA Channel và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể tham gia vào một kèo Europe và làm retroactive của một dự án rất là tiềm năng, có đội ngũ partner và investor rất là hùng hậu, đó chính là dự án Amulet Protocol. Về thông tin của dự án này thì đây là một giao thức bảo vệ rủi ro phi tập trung cho các hệ sinh thái được triển khai trên mạng lưới Solana. Nó sẽ cung cấp một cái mạng lưới an toàn tài chính cho tất cả những người dùng tương tác với các sản phẩm tài chính của Web3 ha. Như là các cái sản phẩm gồm là hợp đồng thông minh nè, rồi các stablecoin hay là các cái việc như là staking, DeFi, NFT. Và đây chính là website chính của nó với đường link là amulet.org. Ở trên website này thì các bạn có thể đọc được tất cả các thông tin về cái dự án nè, cũng như là các nhà đầu tư hay là các cái đối tác. Và dự án này thì có rất nhiều nhà đầu tư và đối tác rất là khủng đến từ các nền tảng và các quỹ đầu tư trên thế giới như là Solana Venture nè, Matisport nè, rồi Daedalus, Signum. Về đối tác thì chúng ta có Serum nè, Port nè, Delta One hay là cái nền tảng bảo mật Kudo Sky Security. Về nền tảng bảo mật này thì nó sẽ không thua kém gì so với nền tảng bảo mật Celtic đâu ha. Vì có các quỹ đầu tư và đối tác lớn như vậy nên là dự án này nó rất là tiềm năng và hiện tại nó đang cho chúng ta làm Airdrop và Retroactive. Về Retroactive thì như các bạn đã biết, một số dự án là nó tiềm năng khi mà nó trả Retroactive cho người dùng, ví dụ như là Optimist, nó trả cho người dùng Retroactive cho nó lên đến là hàng nghìn đô ha. Đó nên là cái dự án này cũng là một trong những cái dự án tiềm năng, nên hiện ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể tham gia Airdrop và Retroactive của nó. Rồi thì trước khi hướng dẫn cho các bạn thì mình sẽ sơ qua một chút thêm về cái dự án này. Rồi thì Amulet Protocol là một giao thức bảo vệ rủi ro phi tập trung được xây dựng trên mạng lưới Solana. Và các cái sản phẩm và dịch vụ của Amulet thì ở đây chúng ta sẽ có đó là 4 cái sản phẩm chính ha. Đó chính là Cover nè. Cover này thì giống như là một cái bảo hiểm để chúng ta có thể tham gia vào việc staking hoặc là tham gia vào DeFi. Thay thác bảo lãnh nè, thì ở đây sẽ là cung cấp vốn và bảo lãnh để chia sẻ doanh thu của giao thức và phần thưởng mã thông báo đặt cược Sol, staking Sol ha. Chúng ta có thể staking Sol ở trong cái giao thức này. Khai thác thanh khoản nè, đó thì ở đây chúng ta sẽ có 4 cái sản phẩm chính ở trong cái giao thức Amulet Protocol này. Về phần tokenomics của nó thì ở đây, ở cái giao thức này nó có 3 cái đồng token. Đầu tiên đó là đồng token AMT, thì đây sẽ là một cái token quản trị, đó cung cấp quyền sở hữu, quyền tham gia quản lý giao thức. Đồng thứ hai đó là AMT Sol, đây sẽ là cái mã thông báo chịu lãi suất chung dùng để là đặt cược trong nhóm đặt cược của Amulet. Đó thì chúng ta có thể sử dụng cái đồng này để chúng ta có thể là staking ha. Rồi đồng thứ ba đó là đồng AUWT, thì đây giống như là một cái đồng để chúng ta có thể sử dụng để bảo hiểm khi mà chúng ta staking cái đồng Sol này hay là staking ở trên cái giao thức Amulet ha. Đó thì mình sẽ sơ qua một xíu về cái thông tin của nó như vậy. Đó thì ở đây chúng ta sẽ có là 3 cái đồng token. Và khi chúng ta làm retroactive thì chúng ta sẽ sử dụng cái đồng AUWT này để chúng ta có thể là làm retroactive ha. Hiện tại thì đồng AMT này nó vẫn chưa được ra mắt. Và khi các bạn làm Airdrop và retroactive thì chúng ta sẽ có được điểm, và điểm này sau này nó sẽ được quy đổi ra là đồng token của giao thức là đồng AMT. Đó thì hiện tại cái tỷ lệ quy đổi thì mình vẫn chưa biết là nó quy đổi bao nhiêu, nhưng có thể là nó trả retroactive và trả Airdrop cho chúng ta bằng cái đồng token này. Và hiện tại thì giao thức Amulet đã cho ra mắt phiên bản Mainnet, và khi chúng ta làm Airdrop và retroactive thì chúng ta sẽ có một số cái nhiệm vụ cần phải làm ở trên cái phiên bản Mainnet này ha. Rồi, ok, thì đó là một số thông tin cơ bản về Amulet Protocol. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể làm Airdrop và Retroactive của dự án này. Về đường link tham gia Airdrop thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video cho các bạn ha. Sau khi các bạn nhấn vào đường link tham gia Airdrop thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Chúng ta sẽ nhấn vào phần Join Now ha, đó nhấn vào tham gia. Rồi sau khi nhấn vào tham gia thì ở đây các bạn sẽ cần phải đăng nhập tài khoản ha. Nó sẽ cho chúng ta có thể là đăng nhập rất nhiều các loại tài khoản khác nhau như là Google nè, tài khoản Apple, tài khoản Twitter, các cái loại ví của Web3 như là ví Phantom nè, rồi ví Bitkeep, Coinpay hay là Mat Wallet đó. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều cái cách kết nối khác nhau. Tuy nhiên thì cái giao thức này nó sử dụng mạng lưới là Solana và sẽ có một số cái nhiệm vụ Airdrop ở trong đó cần phải sử dụng cái ví Solana, nên là ở đây các bạn nên là kết nối với ví Phantom ha. Rồi thì mình sẽ nhấn vào phần kết nối với ví Phantom. Sau khi kết nối thì chúng ta sẽ cần phải đặt là username nè. Rồi sau khi đặt username thì các bạn sẽ cần phải là thêm email của mình vào ha. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào cái phần này, sau đó là nhấn vào phần sign up. Rồi thì phần này chúng ta sẽ lựa chọn avatar. Rồi sau khi setup xong thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nhiệm vụ Airdrop ha. Thì đây chính là giao diện chúng ta có thể làm Airdrop và Retroactive ở trong cái dự án Amulet này. Đầu tiên thì trước khi vào làm các cái nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có một số cái ở dưới phần tab 3 ở đây. Phần này sẽ là về phần tài khoản của các bạn.
Nếu mà các bạn kết nối với ví Phantom thì ở đây sẽ có cái đường link ví nè, rồi thông tin tài khoản Gmail, avatar ha. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần ví ở đây. Và ở trong cái phần ví này các bạn kiếm được cái phần thưởng nào thì nó sẽ hiển thị ở trong cái phần ví này ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có về phần NFT ở trong cái phần Airdrop Retroactive này, cũng như là dự án Amulet Protocol thì nó sẽ có ba cái loại NFT, đó là NFT đồng nè, NFT bạc và NFT vàng. Và các bạn có thể mua những NFT này bằng đồng token Sol ha. Đó thì ở đây nó sẽ có cái giá là từ 2,5 nè, 5 cho đến là 20 Sol. Về việc sở hữu những cái NFT này thì ở đây nó cũng cho chúng ta biết đó là nếu các bạn sở hữu NFT của Amulet thì các bạn có được những cái quyền như là tiền thưởng staking nè, rồi thêm giới hạn mã thông báo, thêm giới hạn token nè, phần thưởng airdrop, phần thưởng vesting và chiết khấu 15%. Đó thì chúng ta nếu mà các bạn muốn mua NFT của nó thì các bạn có thể là sử dụng ví Phantom nạp đồng Sol vào và mua những cái NFT dưới đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái phần đó là quay thưởng ha. Thì về cái phần quay thưởng này, sau khi chúng ta tạo tài khoản, chúng ta kết nối xong thì các bạn sẽ có được đó là ba cái lượt quay thưởng ở đây. Đó, về quy tắc quay thưởng ở trong cái phần này thì các bạn có thể xem ở trong cái phần dưới này ha. Đó, nó sẽ cho chúng ta biết là các cách thức cái phần quay thưởng này nó hoạt động nào. Ở đây thì sẽ là các cái phần thưởng mà chúng ta có thể đạt được ở trong cái phần quay thưởng này ha. Về cái phần quay thưởng này thì mình vẫn chưa có quay ra được bất cứ cái gì, nên là mình cũng không có biết là chúng ta quay thế nào mới ra được thưởng. Mình ở đây mình thì mình nghĩ là chúng ta quay ra ba cái biểu tượng giống nhau thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng giống như ở trong cái phần này. Đó thì ở đây các bạn có thể nhận được các cái phần thưởng như là NFT từ bạc cho tới vàng nè, rồi tiền tươi nè, hay là các cái đồng token AMT, rất là nhiều cái phần thưởng khác nhau. Đó thì khi các bạn tạo tài khoản, mỗi ngày chúng ta sẽ có được ba cái lượt quay như thế này. Ngoài ra nếu các bạn có thể kiếm thêm những cái lượt quay bằng cách là chia sẻ, các bạn có thể chia sẻ lên các cái nền tảng để chúng ta nhận thêm cái lượt quay ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có về cái bảng xếp hạng nè. Thì ở đây sẽ đã có một số người dùng có rất là nhiều điểm ở trong cái bảng xếp hạng này. Rồi thì mình sẽ quay lại với phần làm nhiệm vụ airdrop. Thì ở đây các bạn có thể thấy là rất là nhiều cái nhiệm vụ airdrop mà chúng ta có thể được điểm ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có đó là các cái cấp độ nè. Thì tài khoản của chúng ta sẽ được phân ra nhiều cấp độ khác nhau. Đầu tiên là beginner. Đó thì các bạn cần đạt đủ 500 điểm thì sẽ đạt được cấp độ beginner ha. Về các cái nhiệm vụ airdrop thì đầu tiên chúng ta sẽ có về cái đường link giới thiệu bạn bè. Đó chúng ta sao chép cái đường link này lại, sau đó là mời bạn bè. Và nếu mà mời bạn bè chúng ta tham gia hoặc là mời người dùng tham gia thì chúng ta sẽ nhận được là 15 điểm cho mỗi lần mời ha. Rồi tiếp theo đó là về xác nhận email thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Chúng ta xác nhận email thì các bạn sẽ nhận được đó là 15 điểm. Rồi về các cái nhiệm vụ tham gia vào các cái nền tảng mạng xã hội như là Twitter nè, rồi Discord nè, hay là Telegram đó, thì những cái nhiệm vụ này nó cũng tương tự như khi chúng ta làm airdrop thông thường. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số cái nhiệm vụ đặc biệt nữa, đó là quay video hướng dẫn YouTube nè về cách mua cover ở trong MyNet. Đó thì cái trang MyNet thì mình đã cho các bạn xem rồi, đây là cái trang MyNet ha. Đó về việc mua cover, khi các bạn vào cái trang MyNet nè thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần cover này ha. Đó thì cover này là một cái loại là bảo hiểm dành cho việc là chúng ta staking, chúng ta tham gia DeFi. Đó thì cái phần cover này các bạn có thể hiểu nó giống như là một cái bảo hiểm. Đó thì nếu mà các bạn muốn làm cái phần này thì chúng ta sẽ cần phải có cái đồng, đó là đồng token thứ ba của dự án này, đó là đồng AUWT ha. Và để sở hữu được cái đồng AUWT này thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là Underwire ở đây ha. Đó cái phần Underwire này thì các bạn có thể mua được cái đồng AUWT. Đó chúng ta sẽ sử dụng đồng Sol để mua ha. Về cái tỷ giá thì chúng ta sẽ có là một Sol bằng 0.9984 AUWT. Đó thì nó gần bằng với là một Sol, một đồng này nó gần bằng với giá của một Sol ha. Đó thì ở đây mình cũng sẽ kết nối ví Phantom với cái nền tảng này luôn. Đó ở đây chúng ta sẽ kết nối với ví Phantom ha. Vì nó sử dụng mạng lưới là Solana nên là một số cái nhiệm vụ airdrop của nó sẽ cần đến là ví Phantom. Đó nếu mà anh em nào chúng ta làm những cái nhiệm vụ này thì chúng ta nên là kết nối với ví Phantom để tạo tài khoản ha. Rồi thì nếu mà anh em nào chúng ta muốn làm những cái nhiệm vụ cover này thì anh em có thể là mua cái đồng AUWT bằng đồng Sol ha. Đó tỷ giá thì nó cũng ngang ngửa một đồng này bằng một cái đồng Sol. Rồi thì sau khi các bạn mua ở đây với cái nhiệm vụ thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là quay video hướng dẫn. Thì ở đây là nếu mà anh em nào có kênh YouTube hoặc là anh em nào muốn làm video về cái này thì ở đây mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn là cách mua cover này rồi. Đó thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Đó mua thì các bạn muốn mua bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần này. Các bạn có thể là mua cái đồng này với tỷ giá là đô, hoặc là mua đồng này với tỷ giá là son. Đó thì chúng ta
sau khi setup nè thì các bạn sẽ thấy cái khoảng thời gian mua bảo hiểm nè, cover là cái bảo hiểm ha, đó thì chúng ta sẽ kéo về cái số ngày các bạn mua bảo hiểm nè, và chúng ta nhấn vào agree ở đây, sau đó là nhấn vào confirm. Đó thì chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ mua cover này. Đó thì cái nhiệm vụ này là nó đưa ra cho chúng ta là yêu cầu chúng ta là quay video hướng dẫn về cái mua cover này ha. Đó thì sau khi các bạn làm nhiệm vụ này chúng ta sẽ được đó là 500 điểm. Và các cái nhiệm vụ tương tự dưới này cũng vậy đó, quay video hướng dẫn về cách stack ở trên cái phiên bản MyNet này. Về cách stack này thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn ha. Đó thì cách stack nó cũng sẽ tương tự như khi chúng ta là mua cover, thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần đó là stack AUWT nè, thì ở đây nó sẽ có nhiều cái bull stack khác nhau như là Radium nè, rồi Bitcoin Finance, Tulip Protocol đều là những cái đối tác của dự án này ha. Đó thì các bạn muốn stack thì ở đây chúng ta sẽ stack bằng cái đồng AUWT. Đó, về mua đồng AUWT thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn rồi ha. Chúng ta vào phần mua nè, đó phần mua ở bên đây. Sau đó là các bạn sẽ sử dụng đồng Sol để mua cái đồng này, sau đó các bạn tham gia vào các cái nhiệm vụ. Nếu mà chúng ta tham gia thì các bạn có thể là mua cover nè, đó như mình đã hướng dẫn rồi, hoặc là chúng ta tham gia staking để nhận được những cái điểm ở trong đây. Đó là lý do vì sao mà mình nói token AUWT này được sử dụng rất là nhiều khi mà chúng ta làm retroactive, làm nhiệm vụ airdrop ở trong cái dự án này. Và hiện tại thì cái đồng token chính của nó, đồng AMT, vẫn chưa được ra mắt hả các bạn. Nó đã cho ra mắt trước cái đồng này, cái đồng AUWT, để chúng ta có thể làm retroactive, làm airdrop. Và cái amulet này thì nó đã cho ra mắt cái phần mainnet rồi ha. Đó nên là khi chúng ta staking thì chúng ta vẫn sẽ nhận được cái lợi nhuận thực. Rồi thì chúng ta sẽ quay lại với các cái nhiệm vụ ở đây. Ở đây nó sẽ có thêm một cái nhiệm vụ cho chúng ta, đó là sử dụng 5 cái đồng AUWT nè để staking ở trong cái giao thức amulet này ha. Rồi, và ở trong cái phần này mình đã có test thử một số cái, và mình thấy cái phần mà chúng ta có được nhiều điểm nhất đó là cái phần làm bài quiz, làm bài kiểm tra và trả lời câu hỏi ở đây ha các bạn. Các bạn có thể nhận lên đến là 5.000 điểm đó. Ở cái phần này thì hiện tại mình vẫn chưa có nghiên cứu sâu, mình vẫn chưa có biết về cái đáp án quiz của nó. Tuy nhiên thì mình đã có test thử một số tài khoản và mình thấy là khi các bạn tìm hiểu về cái giao thức này nè, cũng như là tìm hiểu token và tìm hiểu về cái mạng lưới này, cũng như là một số thông tin cơ bản của nó như mình đã nói phần đầu video, thì khi chúng ta tham gia vào phần trả lời câu hỏi này thì các bạn chỉ cần là trả lời một số cái câu hỏi liên quan đến các cái thông tin cơ bản đó, thông tin ở trong cái giao thức amulet, thì mình thấy nó đều đúng ha. Đó thì mà mình test thử một số cái tài khoản ở đây, mình có một số câu hỏi là mình tích đại, mình trả lời đại, nhưng nó vẫn cho điểm của mình ha. Đó thì ở đây mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Rồi thì mình thấy là chúng ta cũng không cần hiểu quá rõ về cái nghĩa của cái câu hỏi đâu. Đó, về câu hỏi đúng sai thì đa số là mình sẽ tích vào cái phần đúng nè. Đó, về cái phần này thì mình tích vào phần BCR ha. Đó thì ở đây mình vẫn chưa có cái đáp án câu hỏi ha, mình chỉ là tích vào sau khi mình đọc một số cái thông tin ở trong phần white paper của cái dự án này đó. Rồi thì ở cái câu hỏi này chúng ta sẽ tích vào cái phần token này đi ha. Đó, rồi ở đây chúng ta sẽ trả lời là đúng nè. Đó, dịch vụ amulet này thì chúng ta là lỗ hổng hợp đồng thông minh ha. Đó thì ở cho phần white paper cũng như là thông tin của dự án thì có một số cái nó liên quan, cũng có liên quan đến một số cái câu hỏi này. Đó thì mình tích vào đây. Rồi về các cái phần câu hỏi này thì chúng ta cũng không cần phải đọc hết ha. Nó sẽ gợi ý cho chúng ta ở dưới này đó, muốn kiếm tiền thưởng NFT thì hãy nhấn vào số 1 đó. Những cái phần này thì mình thấy nó giống một cái bài khảo sát hơn là chúng ta làm trả lời câu hỏi ha. Đó thì mình nhấn vào số 1 ở đây. Rồi thì các bạn biết về cái dự án này ở đâu, Discord nè, rồi Twitter, Telegram, đó thì mình nhấn vào Telegram. Rồi thì mình sẽ nhấn vào Amulet Coin ha. Phần này thì mình cũng chưa có đọc kỹ lắm thì mình sẽ nhấn vào cái phần này ha. Rồi thì ở đây sẽ có thêm một cái phần gợi ý nữa nè, nó giống như là một cái bài khảo sát hơn ha. Đó thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta là nếu mà các bạn thích Amulet thì các bạn hãy tích vào số 10. Đó thì ở đây mình tích vào số 10 ha. Rồi thì ở đây bạn cần mua mã thông báo gốc nào thì mình vẫn nhấn vào cái phần AUWT ha. Rồi thì mình sẽ nhấn vào Twitter đi. Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là Amulet Coin đi. Rồi ở đây mình sẽ nhấn vào cái phần là đúng nè. Bộ sưu tập NFT của Amulet. Thì mình nhấn vào cái bộ sưu tập kim loại ha. Đó có 3 loại là đồng, bạc và vàng đó. Thì mình nhấn vào cái phần này. Đó, và các bạn thấy không? Cái phần này nó cộng chúng ta là 50 điểm khi chúng ta là tham gia. Tuy nhiên thì khi các bạn trả lời tất cả các câu hỏi đó thì mình đã nhận được lên đến là 5.000 điểm ha các bạn. Thì mình nhận được cái phần thưởng điểm là tối đa ở trong cái phần này luôn.
thì mình nghĩ đây là nó giống như là một cái bài khảo sát hơn so với là một cái phần trả lời câu hỏi ha. Đó thì sau khi các bạn làm những cái câu hỏi như vậy giống như mình thì ở đây các bạn nhận lên đến là 5.000 điểm ha, 5.000 điểm rất là nhiều ở trong cái Aerob này. Đó, sau khi mình làm xong thì mình sẽ đóng lại. Đó, các bạn có thể thấy là những cái nhiệm vụ ở đây nè, cao nhất thì thường là 500-600 điểm, nhưng đối với cái phần trả lời câu hỏi, trả lời quiz này nó lên đến là 5.000 điểm ha. Về các cái nhiệm vụ còn lại thì mình thấy đa số đều là tham gia, đều là follow, tham gia vào các cái trang mạng xã hội của dự án này cũng như là các cái trang mạng xã hội liên quan đến dự án. Đó, ở đây chúng ta sẽ có thể tham gia về theo dõi YouTube nè, đăng ký kênh YouTube nè, rồi chúng ta sẽ có theo dõi cái kênh là LinkedIn, đó cái kênh về profile của dự án ha. Rồi chúng ta sẽ theo dõi về Kickstarting nè, rồi Bitcoin Tech nè, hay là Ancoin Tech đó. Thì đây là đều là những cái trang web, đều là những cái mạng xã hội liên quan đến dự án ha. Và ngoài những cái follow, những cái theo dõi những cái trang mạng xã hội liên quan đến dự án thì chúng ta có những cái nhiệm vụ về việc là sáng tạo nội dung liên quan đến dự án, như là quay video TikTok về dự án nè, rồi tạo ra một meme ở trên cái trang Discord của dự án. Mỗi cái nhiệm vụ thì chúng ta nhấn vào thì nó sẽ chuyển chúng ta qua cái nhiệm vụ đó. Ví dụ như các bạn tham gia vào Discord hay là tham gia vào Twitter nè, khi các bạn nhấn vào thì nó sẽ chuyển chúng ta qua trang Discord hay là Twitter của dự án ha. Đó, rồi quay video hướng dẫn YouTube nè. Về quay video hướng dẫn YouTube thì mình đã có nói cho, mình đã có hướng dẫn luôn cho các bạn rồi về cách là mua cover nè, về cách là stack cái đồng AUWT ở trong cái Amulet Protocol. Đó thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì mình thấy ở trong cái phần Aerob và Retroactive này nó chia ra thành 3 phần khác nhau. Đó là những cái phần về join nè, follow nè, theo dõi những cái trang mạng xã hội của dự án cũng như là những cái trang liên quan đến dự án. Đó, cái phần thứ hai đó là chúng ta sẽ cần phải là sáng tạo nội dung liên quan đến dự án nè, như là ở trên YouTube. Cái phần thứ ba là chúng ta sẽ cần phải là trả lời quiz, trả lời câu hỏi ha, giống như là phần learn and earn. Đó, thì chúng ta cần phải đọc white paper của dự án nè, đọc thông tin của dự án cũng như là đọc những cái bài blog của dự án để có thể là trả lời được những cái câu hỏi nó hỏi ở đây. Sau khi trả lời, sau khi làm những cái nhiệm vụ đó thì chúng ta sẽ nhận được những cái điểm ở đây ha. Và kênh CCA cũng sẽ cập nhật cho các bạn về cái dự án này, nên là các bạn có thể là join vào group CCA để có thể là cập nhật được dự án này, hoặc là các bạn có thể tham gia vào các cái nền tảng mạng xã hội của nó như là Twitter nè, rồi Discord hay là Telegram. Đó, thì các bạn cũng có thể cập nhật được về thông tin của nó ha. Rồi, ok, thì đó là tất cả những gì về Amulet Protocol, thông tin cũng như là một số cách để chúng ta có thể làm Aerob và Retroactive ở trong cái dự án này. Một dự án rất là tiềm năng ha. Và tất cả đường link liên quan đến nội dung của video thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Và video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.